này là 13 triệu mấy á, chị đếm đây xong rồi thiếu thiếu bao nhiêu em bỏ tiền nhẫn vô. Chứ để dành nhiều quá không đủ. Đếm này là đếm nói chuyện của các bạn ơi. Để dành mấy năm trời mà. Rồi sắp chi hơi cũng nặng rồi các bạn. Hôm nay là cho chị Trung Ngân là đếm tiền xỉu luôn. Này đi chứ mấy không được hết chứ.